Phẩm 11 Phẩm An Ổn Chú Pasu Vihara Vagga Một La Mã Kinh Đáng Sợ Hãi Saraja Sutta 101 Này các tỷ kheo Có năm pháp này làm cho bậc hữu học không sợ hãi Thế nào là năm? Ở đây Này các tỷ kheo Tỷ kheo có lòng tin có giới, có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Điều gì làm cho kẻ không có lòng tin sợ hãi? Này các tỷ kheo, điều ấy không làm cho người có lòng tin sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi. Điều gì làm cho kẻ có ác giới sợ hãi? Này các tỷ kheo, điều ấy không làm cho người có giới sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi điều gì làm cho kẻ ít nghe sợ hãi này các tỷ kheo điều ấy không làm cho người nghe nhiều sợ hãi do vậy pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi điều gì làm cho kẻ biếng nhác sợ hãi này các tỷ kheo điều ấy không làm cho người tinh cần tinh tấn sợ hãi do vậy pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi điều gì làm cho kẻ có ác tuệ sợ hãi này các tỉ kheo điều ấy không làm cho người có trí tuệ sợ hãi do vậy pháp này là pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi năm pháp này này các tỉ kheo là các pháp làm cho bậc hữu học không sợ hãi hai la mã kinh đáng nghi ngờ Usankita Sutta 102 Thành tựu năm Pháp Này các tỷ kheo Một tỷ kheo bị mất sự tin tưởng và bị nghi ngờ là ác tỷ kheo Dầu cho vị ấy đã đạt được bất động Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo Tỷ kheo đi đến chỗ dâm nữ Đi đến nhà đàn bà quá Đi đến nhà có con gái lớn tuổi hay đi đến nhà các hoạn quan, hay đi đến chỗ các tỷ kheo ni. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo bị mất sự tin tưởng và bị nghi ngờ là ác tỷ kheo, dầu cho vị ấy đã đạt được bất động. Bà La Mã, Kinh, Kẻ Ăn Trộm Lớn, Mahachora Sutta 103 Thành tựu năm chi phần này các tỷ kheo một kẻ ăn trộm lớn xâm nhập vào nhà cửa mang đồ ăn trộm ra đi thành người ăn trộm riêng rẽ thành kẻ cướp chặn đường thế nào là năm ở đây này các tỷ kheo kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở của con đường dựa vào sự rậm rạp của núi rừng dựa vào quyền thế là kẻ hối lộ là kẻ ăn trộm một mình và này, các tỷ kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào các con sông khó lội qua hay núi non hiểm trở. Như vậy, này các tỷ kheo, là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự hiểm trở. Và này các tỷ kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp? Ở đây, này các tỷ kheo, Kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp của cỏ cây, bụi cây và rừng rậm hoang vu. Như vậy, này các tỷ kheo, là kẻ ăn trộm lớn dựa vào sự rậm rạp. Và này các tỷ kheo, thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào uy lực? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ăn trộm lớn dựa vào vua hay các vị đại thần của vua? Người ấy suy nghĩ như sau: Nếu có ai nói điều gì về ta, các vị vua này hay các vị đại thần của vua sẽ nói những lời che chở cho ta nếu có ai nói điều gì về người ấy các vua và các vị đại thần sẽ nói những lời che chở cho người ấy như vậy này các tỷ kheo là kẻ ăn trộm lớn dựa vào uy lực và này các tỷ kheo thế nào là kẻ ăn trộm lớn dựa vào hối lộ tài sản ở đây này các tỷ kheo kẻ ăn trộm lớn giàu có có tiền của nhiều có tài sản lớn người ấy nghĩ như sau nếu có ai nói gì đến ta từ nay ta sẽ hối lộ người ấy với tài sản nếu có người nói gì đến người ấy người ấy liền hối lộ với tài sản như vậy này các tỷ kheo là kẻ ăn trộm lớn hối lộ với tài sản và này các tỷ kheo thế nào là kẻ ăn trộm lớn là kẻ ăn trộm riêng rẽ. Ở đây, này các tỷ kheo, có kẻ ăn trộm lớn đoạt các tài vật một mình. Vì cớ sao? Người ấy suy nghĩ. Mong rằng không ai bàn bạc chỗ trốn với ta rồi làm ta rối loạn. Như vậy, này các tỷ kheo, là kẻ ăn trộm lớn, là kẻ ăn trộm riêng rẽ. Thành tựu năm chi phần này, kẻ ăn trộm lớn xâm nhập vào nhà cửa, mang đồ ăn trộm ra đi thành người ăn trộm riêng rẽ, thành người cướp chặn đường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp này, kẻ ác tỷ kheo tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị tổn thương, có tội lỗi, bị những bậc trí của trách và làm nhiều điều vô phước. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo dựa vào hiểm trở, dựa vào rậm rạp, dựa vào uy lực hối lộ tài sản và hành động một mình. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào hiểm trở? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo thành tựu thân nghiệp hiểm nạn, thành tựu ngữ nghiệp hiểm nạn, thành tựu ý nghiệp hiểm nạn. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào hiểm trở. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo dựa vào rừng rậm? ở đây. Này các tỷ kheo, ác tỷ kheo có tà kiến và thành tựu chi kiến cực đoan. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào rừng rậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào uy lực? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo dựa vào vua và các vị đại thần của vua. Người ấy suy nghĩ, nếu có ai nói gì về ta, các vua ấy và các đại thần ấy sẽ nói lời với mục đích che chở cho ta nếu có ai nói gì về người ấy các vua chúa hay các vị đại thần của vua nói lời với mục đích che chở người ấy như vậy này các tỷ kheo là ác tỷ kheo dựa vào uy lực và này các tỷ kheo thế nào là ác tỷ kheo hối lộ tài sản ở đây này các tỷ kheo ác tỷ kheo nhận được các vật dụng nhu yếu như y đồ ăn khất thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh người ấy suy nghĩ như sau nếu có ai nói gì về ta ta sẽ hối lộ người ấy với vật dụng thâu được và nếu có người nói gì về người ấy người ấy hối lộ với vật dụng thâu được như vậy này các tỷ kheo ác tỷ kheo hối lộ với tài sản và này các tỷ kheo Thế nào là ác tỳ kheo hành động một mình? Ở đây, này các tỳ kheo, ác tỳ kheo sống một mình tức là ở các địa phương biên địa, tại đấy, vì ấy đến các gia đình và nhận được các lợi dưỡng. Như vậy, này các tỳ kheo, là ác tỳ kheo hành động một mình. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, ác tỳ kheo tự mình xử sự như người bị mất gốc, bị tổn thương, có phạm tội bị các người trí của trách và làm nhiều điều vô phước. Bốn La Mã Kinh Sa Môn Tinh Tế Samana Sukhumala Sutta 104 Thành tựu năm Pháp Này các tỷ kheo Tỷ kheo là người đem lại an lạc của Sa Môn cho các Sa Môn Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo tỷ kheo được yêu cầu hưởng thụ nhiều y áo, không phải ít yêu cầu. Được yêu cầu hưởng thụ nhiều đồ ăn khất thực, không phải ít yêu cầu. Được yêu cầu hưởng thụ nhiều sàng tọa, không phải ít yêu cầu. Được yêu cầu hưởng thụ nhiều dược phẩm trị bệnh, không phải ít yêu cầu. Vị này sống với các vị đồng phạm hạnh, và các vị này xử sự đối với vị ấy với thân hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý sử sự với khẩu hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý; sử sự với ý hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý. Những vị này giúp đỡ vị ấy với sự giúp đỡ nhiều khả ý, không phải ít khả ý. Và những cảm thọ nào do mật khởi lên, do đàm khởi lên, do gió khởi lên, hay do sự phối hợp của ba sự kiện trên, hay do sự thay đổi thời tiết, hay do sự săn sóc bất cần hay do sự xâm nhập của một vài sự kiện, hay do kết quả của nghiệp. Những sự kiện ấy khởi lên không có nhiều, vì ấy ít bệnh hoạn. Và đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vì ấy chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vì ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo là người đem lại sự an lạc của sa môn cho các hàng sa môn. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói một cách trôn tránh về vị đem lại an lạc của sa môn cho các sa môn, thời này các tỷ kheo, vị ấy sẽ nói một cách trôn tránh về ta là người đã đem lại an lạc của sa môn cho các sa môn. Này các tỷ kheo, ta là người được yêu cầu hưởng thọ nhiều y áo, không phải ít yêu cầu. Được yêu cầu hưởng thọ nhiều đồ ăn khất thực, không phải ít yêu cầu. Được yêu cầu hưởng thọ nhiều sang tọa, không phải ít yêu cầu. Được yêu cầu hưởng thọ nhiều dược phẩm trị bệnh, không phải ít yêu cầu. Ta sống với các vị đồng phạm hạnh và các vị này xử sự, sự đối với ta với thân hành nhiều khả ý, không phải ít khả ý xử sự, sự với khẩu hành nhiều khả ý không phải ít khả ý xử sự, sự với ý hành nhiều khả ý không phải ít khả ý những vị này giúp đỡ ta với sự giúp đỡ nhiều khả ý không phải ít khả ý và những cảm thọ do mật khởi lên do đàm khởi lên do gió khởi lên hay do sự phối hợp của ba sự kiện trên hay do sự thay đổi thời tiết hay do sự săn sóc bất cần hay do sự xâm nhập của một vài sự kiện, hay do kết quả của nghiệp, những sự kiện ấy khởi lên nơi ta không có nhiều, ta có ít bệnh hoạn. Và đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc chú, ta chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, ta tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an chú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát này các tỷ kheo nếu có ai nói một cách trơn tránh về vị đem lại an lạc của sa môn cho các sa môn thời này các tỷ kheo vị ấy sẽ nói một cách trơn tránh về ta là người đã đem lại an lạc của vị sa môn cho các vị sa môn năm la mã kinh an ổn chú pasu vihara suta 105 Này các tỷ kheo, có năm an ổn chú này, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo an chú từ thân nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng. An chú từ khẩu nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng. An chú từ ý nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng. Đối với các giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy sống thành tựu các giới như vậy đối với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng, và đối với chi kiến thuộc bậc thánh, đưa đến xuất ly, được người thực hành trôn tránh, đoạn diệt khổ đau. Vị ấy sống thành tựu chi kiến như vậy đối với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng năm pháp này này các tỷ kheo là năm an ổn chú sáu la mã kinh tôn giả ananda ananda sutta một trăm lẻ sáu một thời thế tôn ở kosambi tại khu vườn gosita rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả Ananda Bạch Thế Tôn. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn? Chúng tỷ kheo sống an ổn chú. Này Ananda, khi nào vị tỷ kheo tự mình đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới? Cho đến như vậy, này Ananda, chúng tỷ kheo sống an ổn chú. Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác? Nhờ vậy chúng tỷ kheo sống an ổn chú thế tôn nói có thể có này ananda khi nào tỉ kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới tự quán sát mình không quán sát người khác cho đến như vậy này ananda chúng tỉ kheo sống an ổn chú bạch thế tôn có pháp môn nào khác nhờ vậy chúng tỉ kheo sống an ổn chú thế tôn nói có thể có này ananda khi nào tỉ kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới. Tự quán sát mình, không quán sát người khác. Chưa trở thành có danh tiếng và không cảm thấy bực phiền vì không được có danh tiếng. Cho đến như vậy, này Ananda, chúng tỉ kheo sống an ổn chú Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng tỉ kheo sống an ổn chú Thế Tôn nói, có thể có này ananda khi nào tỉ kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới tự quán sát mình không quán sát người khác chưa trở thành có danh tiếng và không cảm thấy bực phiền vì không được có danh tiếng đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc chú chứng được không khó khăn chứng được không mệt nhọc chứng được không phí sức cho đến như vậy này ananda chúng tỳ kheo sống an ổn chú. Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác, nhờ vậy chúng tỳ kheo sống an ổn chú. Thế Tôn nói, có thể có, này Ananda, khi nào tỳ kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát người khác, chưa trở thành có danh tiếng và không cảm thấy bực phiền vì không được có danh tiếng. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm Hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Do đoạn tận các lậu hoặc, vì ấy tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cho đến như vậy, này Ananda, chúng tỳ kheo sống an ổn trú. Ngoài các an ổn trú này, này Ananda, ta tuyên bố không có một an ổn chú nào khác cao thượng hơn, thù diệu hơn. Bảy La Mã Kinh Có Giới Sila Sutta 107 Thành tựu năm Pháp Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điển ở đời. Thế nào là năm? ở đây. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát chi kiến. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Tám La Mã Kinh Vô Học Asekha Sutta 108 Thành tựu năm Pháp Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát chi kiến uẩn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, vân vân, là vô thượng phước điền ở đời. Chín La Mã Kinh Người Bốn Phương Cha Tu Đi trăm Sutta 109 Thành tựu năm pháp Này các tỷ kheo Tỷ kheo là người bốn phương Thế nào là năm? ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo có giới sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn đầy đủ oai nghi tránh hạnh thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp vì ấy là bậc nghe nhiều thọ trì điều đã được nghe tích tập điều đã được nghe đối với các pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện có văn có nghĩa tán thán đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, vì ấy nghe nhiều, thọ trì nhiều, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ tránh kiến. Vì ấy biết đủ với các vật dụng nhu yếu như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc chú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc chứng được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình về thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo là người bốn phương. Mười La Mã, Kinh, Sống ở rừng, Aranya, Sutta. Một trăm mười, thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo sử dụng sàng tọa chú xứ thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo có giới, vân vân. Xem kinh 109, vân vân. Chấp nhận và học tập trong các học Pháp. Là bậc nghe nhiều, vân vân. Chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ tránh kiến, sống tinh cần tinh tấn, vân vân nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc chú, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an chú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, Vị tỷ kheo là vừa đủ để sử dụng các sàng tọa thuộc rừng núi cao nguyên xa vắng.